tâm, chú đừng có sợ, người ta vẫn thích gọi cháu là một sắc voi. Cháu không phải thằng đầu đừng so chợ, mà cháu tự hào là một thằng đầu cắt môi. Chú để mắt con cháu nói không với gái cũ, cháu chỉ nói có với mỗi mình con gái chú. Nên nếu chú đừng cháu xin nhận cả người chưa, họ gọi em là người đẹp thì cháu gọi là người yêu.
Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng anh lại tự hỏi? Đó có phải mộng mơ khi hai mình mong về lâu đài? Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Còn đồ hồng không phải too lonely after midnight. Khiến anh luôn thầm.
forgot the mission.